Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là con cái xin tơ chữa nha các bạn, và bộ mẹ con cái xin chữa nha các bạn. Đây con cái xin tơ chữa nè các bạn, rụng yểm nghiêm chỉnh nè. Con này là mẫu Bombay đòn nè các bạn, bốn vú nè, dậm bầu các bạn, bốn vú điều dân dậm bầu rồi nha. Chữa 8 tháng. Con này là gác nọc Tây Ninh nha các bạn, gác nọc Tây Ninh chẳng bàn nè các bạn. Lưng đôi con này mẫu Bombay yếm là các bạn không, sái tích nghiêm chỉnh luôn nha. Lưng hẳn băng nè các bạn ơi, lưng đôi hẳn băng mẫu Bombay các bạn, mẫu này rất là mát sữa nha. Qua đen khui nè các bạn, qua đen khui cậy đuôi lớn này là mẫu Bombay nè các bạn, rúng đồ gu nè các bạn thấy không, sái mặt sái lưng đồ là nghiêm chỉnh hết, sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện các bạn. Đây yếm nè các bạn thấy không, lưng đôi các bạn mẫu Bombay đòn nha các bạn, rúng có yếm có nè các bạn thấy không, rúng yếm này nghiêm chỉnh nè, xe lưng nghiêm chỉnh luôn. Rồi các bạn hay mẫu Bombay đi tướng lực các bạn, nó bô tàn ngang nha các bạn, gác nọc Tây Ninh đáng bàn nha các bạn, gác nọc Tây Ninh đáng bàn nha. Con này thì chủ báo giá là 38 năm các bạn, cao 1m26 bò, 38 năm cao 1m26 bò các bạn. Chữa 8 tháng, lưng đôi yếm rúng rồi nghiêm chỉnh, con này sau này tàn ngang lớn lắm các bạn, rúng nè, chân móng hoàn thiện nè các bạn thấy không, chân móng hoàn thiện luôn, qua đen khui cậy đuôi lớn các bạn, hỏi các bạn thấy không, qua đen khui nè các bạn. Bò đi phân cũng tốt, yếm sẽ mặt sẽ lưng rồi là nghiêm chỉnh hết, mẫu qua mê đòn các bạn, vú rồi các bạn thấy không, bốn vú đều gân rúng nè, nghiêm chỉnh nè các bạn, rúng thì nghiêm chỉnh nè, chân móng nè, chân móng sò hoàn thiện nha. Cao 1m26 bò, giá 38.500.000 nha các bạn. Anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, đuôi nè, đuôi dài phết đắt luôn, chân móng là hoàn thiện hết. Cái yếm các bạn không, một màu nha các bạn. Nó cậy đuôi nè các bạn không, cậy đuôi hết thuốc luôn, qua đen khui cậy đuôi lớn, cậy đuôi hết thuốc luôn các bạn, cậy đuôi lớn ra các bạn, bự bằng những bàn tay các bạn đó, các bạn thấy không. Còn đây là bộ mẹ con nè các bạn, bộ mẹ con mẹ xin dẫn bê cái 3B nha các bạn, mẹ xin dẫn bê cái 3B các bạn, bê cái này 3,5 tháng nha các bạn, 3,5 tháng nha. Bò mẹ bơm lại 1 tháng 15 ngày cũng là 3B luôn nha các bạn. Bơm lại 1 tháng 15 ngày cũng là 3B luôn. Đó. Bò mẹ nè, rúng nè, yếm nghiêm chỉnh nè. Sẽ mặt sẽ lưng được nghiêm chỉnh các bạn. Bốn vú điều dân này các bạn thấy không? Bò này thì mình nói sái tích nghiêm chỉnh các bạn. Nè. 30 cái nè các bạn. 30 cái được 3,5 tháng nè các bạn. 30 cái ép dòng F1 có thể để giống được nha các bạn. Bò mẹ bơm 3B được 1 tháng 15 ngày các bạn, bơm lại 3B được 1 tháng 15 ngày. Giá 46.500.000 nha các bạn, 46.500.000. Sải tích nghiêm chỉnh luôn, bò mẹ chân móng hoàn thiện nhé, cũng vậy các bạn. B này cũng vậy, chân móng hoàn thiện luôn nha các bạn. Ú mề rất mát sữa. Ú mề rất mát sữa nha các bạn. Giá 46.500.000, ú mề rất mát sữa. Các bạn thấy không? Rúng nè, chân móng hoàn thiện nè, rúng yếm nghiêm chỉnh nè, lưng cũng hẳn băng các bạn, 3BF1. Lưng cũng hẳn băng à. Bà mẹ sái tích nghiêm chỉnh, cao 1m27 bò. Cao 1m27 bò. Bơm 3B được 1,5 tháng các bạn. Bốn vú nè các bạn không? Đều dăng luôn. Bốn vú đều dăng luôn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Thì đuôi lớn các bạn. Đó, bây giờ mình đo kỹ cho các bạn xem luôn. Cao 1m27 bò nè các bạn. Đó, tôi thấy không? Cao 1m27 bò.
tơ nha các bạn, bò mẹ là tơ nha. Cho mét 27 bò, bò tơ nha các bạn, mới đẻ được lứa đầu tiên nha. Mới đẻ được lứa đầu tiên, bơm lại 3B một tháng 15 ngày là bơm lại lứa nhì nha các bạn. Đó, cậy đuôi các bạn không, cậy đuôi cũng lớn hết thuốc luôn các bạn. Đúng yếm rồi nghiêm chỉnh. Con 3B này rất mát sữa các bạn, 3B cái này rất là mát sữa. Giá là 46.500.000 nha các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và mình xin được báo giá lại là con bơm 3 chữa, chủ báo giá là 38.500.000. Và bộ mẹ con chủ báo giá là 46.500.000 nha các bạn.